người đàn ông ngày đầu tiên tới nhà bạn gái ra mắt. Không ngờ vừa bước vào cửa đã bị anh trai của bạn gái nhìn trúng. Ông ấy không chỉ lập tức đồng ý mối hôn sự này, mà còn đem hết sổ tiết kiệm vàng bạc trong nhà tặng cho em rể tương lai. Người vợ ở bên cạnh tức giận tới nỗi đi thẳng ra ngoài. Nhưng cô ấy không biết rằng, chính nhờ vào mắt nhìn độc đáo và bản lĩnh đầu tư, chồng cô ấy từ một công chức nghèo, cuối cùng đã trở thành người đứng đầu băng đảng xã hội đen của Hàn Quốc. Người đàn ông tên là Choi Kayon, là một nhân viên hải quan, công việc mỗi ngày là phụ trách kiểm tra hàng hóa xuất nhập cảnh. Vào những năm 80 của thế kỷ trước, nạn buôn lậu tràn lan khắp Hàn Quốc, ngay cả những người đánh bắt cá cũng thường đem đủ loại đồ vật tới để buôn lậu. Nhân viên hải quan nghiễm nhiên trở thành đối tượng quan trọng được đám buôn lậu đút tiền hối lộ. Choi Kayon sớm đã quen với loại chuyện này, thế nhưng mặc dù bề ngoài nhìn trông rất vẻ vang, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy, bởi vì tầng tầng lớp lớp các lãnh đạo bòn rút, cuối cùng số tiền tới được tay ông ấy thực sự rất ít. Một nhà năm người cho Ikayon đến giờ vẫn chen chúc trong căn phòng rộng 30 m², cộng thêm việc ông ấy ra tay rất hào phóng, thường xuyên chi tiền để giữ sĩ diện, điều này khiến cuộc sống của gia đình càng trở nên khó khăn hơn. Thế nhưng sự việc càng tồi tệ hơn tới rồi, bởi vì nhận hối lộ quá trắng trợn, phòng ban của cho Ikayon bị người khác báo cáo, thì để tìm một người ra thế tội, trưởng phòng đề nghị nhà ai ít con hơn thì chọn người đó. Rõ ràng là muốn để cho Ikayon đứng ra nhận tội, bởi vì nhà anh ấy chỉ có 3 đứa trẻ. Nhìn những người đồng nghiệp ích kỷ trước mắt, ông ấy chỉ đành nuốt cơn giận xuống. Nhưng đêm trước này thôi việc, một việc ngoài ý muốn đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh ấy. Khi cho Ikayon đang đi tuần tra vô tình bắt gặp hai người đàn ông đang ăn trộm, ông ấy lập tức lao tới ngăn lại. Ba người lao vào đánh nhau, đồng nghiệp hay tin nhanh chóng chạy tới. Hai người đàn ông thấy vậy vội vàng tháo chạy khỏi hiện trường. Nhưng khi cho Ikayon và đồng nghiệp mở hộp hàng ra xem, hai người vô cùng sửng sốt, bên trong hóa ra lại là những gói ma túy lớn, giá trị ít nhất phải lên tới hàng triệu won. Đây quả thực là một cám dỗ rất lớn, nhưng vừa nghĩ tới việc bản thân cũng sắp phải thôi việc, thế là cho Ikayon đề nghị tách số ma túy đó ra để bán chúng tới Nhật Bản. Số tiền kiếm được sẽ chia đôi, nếu như có chuyện gì xảy ra sẽ do một mình ông ấy gánh vác. Cuối cùng ông ấy còn không quên tô điểm thêm chút cho hành vi này của mình, nói thực đem số ma túy này bán tới Nhật Bản, để cho lũ Nhật Bản chết tiệt đó hít chúng, toàn bộ đều chết hết, thật vui vẻ biết bao. Đây chính là tinh thần yêu nước đó. Vừa nghe tới hành động thể hiện tình yêu nước, đồng nghiệp lập tức gật đầu đồng ý. Ngày hôm sau bọn họ liên hệ với một ông trùm xã hội đen ở địa phương, bởi vì độ tinh khiết của số ma túy này rất cao. Hai bên lập tức đạt được thỏa thuận. Trong lúc nói chuyện cho Ikayon mới biết, thì ra ông trùm băng đảng xã hội đen này cũng họ Choi. Hơn nữa bọn họ cũng là họ hàng xa với nhau. Sau một hồi chén chú chén anh, cho Ikayon nhất thời kích động. Ông ấy nói dựa vào vai vế, tên trùm Choi Hiên Ba E không những phải gọi mình một tiếng ông nội, mà còn phải quỳ xuống cúi lại hành lễ mới đúng. Tử may cúi đầu hành lễ với ông nội. Kết quả ngay sau đó, cho Ikayon bị túm cổ lôi ra bên ngoài. Tên đàn em Park Chang-woo đấm liên tục vào mặt ông ấy. Cho Ikayon vốn muốn làm ông nội phút chốc đã bị đánh thành cháu trai. Này ông chú, đây là đang giúp ông tỉnh rượu đấy. Thế nhưng Choi Hyun Ba-e chẳng thể nào ngờ tới. Hôm sau khi anh ta trở về nhà, Choi Ikayon đang nghênh ngang ngồi trong nhà mình, thì ra ông ấy đã giúp cha anh ta không chỉ một lần. Hơn nữa xét theo phả hệ, thì Choi Ikayon thật sự là bậc trưởng bối của anh ấy. Khi nhìn thấy cha mình kính cẩn hành lễ, Choi Hyun Ba-e chỉ đành quỳ xuống dập đầu hành lễ với Choi Ikayon, còn miễn cưỡng gọi ông ấy một tiếng chú. Một tháng sau, vụ làm ăn giữa hai người diễn ra thành công. Vì để bày tỏ lời xin lỗi vì chuyện trước đó, Choi Hyun Ba-e chủ động mời Choi Ikayon đi uống rượu. Nhưng lúc ông ấy chuẩn bị đi vệ sinh, vừa khéo gặp được trưởng phòng trước kia của mình. Nghĩ tới việc bản thân bị đuổi việc, ông ấy lập tức nổi cơn giận, nhân cơ hội đó vạch trần vô số chuyện xấu của tên trưởng phòng. Trưởng phòng tức giận đứng dậy tát cho ông ấy một cái. Hai bên lập tức lao vào đánh nhau. Lúc này Park Chang-woo ở bên cạnh túm tóc của trưởng phòng, sử dụng thiết đầu công đánh ngã đối phương. Choi Ikayon lập tức đứng dậy đạp liên tục vào người gã, tiếp đó cởi áo khoác ngoài ra ném mạnh xuống đất, khiến cho tất cả mọi người ở đó sửng sốt. Trải qua chuyện này, ông ấy chính thức gia nhập băng đảng của Choi Hyun Ba-e. Ông sử dụng đầu óc và quan hệ của mình, giúp cho Choi Hyun Ba-e thuận lợi mở được thêm nhiều con đường kinh doanh khác. Chỉ trong một thời gian ngắn, hai người đã kiếm được rất nhiều tiền. Choi Ikayon cũng nhờ đó mà có thể chuyển khỏi căn phòng chật hẹp trước kia, đưa cả gia đình tới ở trong một căn biệt thự rộng lớn. Dựa vào thân phận chú của kẻ đứng đầu băng đảng xã hội đen, ông ấy nhanh chóng trở thành nhân vật có quyền lực thứ hai trong bang phái. Choi Ikayon cuối cùng cũng được trải nghiệm niềm vui khi làm đại ca. Hôm đó, ông ấy gặp lại bạn học cũ Heo Samsik trong phòng tắm hơi. Người bạn học cũ nhìn thấy ông ấy cảm thấy rất kinh ngạc, bởi vì đây là một hội sở cao cấp, người bình thường không thể vào được. Khi nhìn thấy đám đàn em bước tới kính cẩn hành lễ, Heo Samsik mới biết Choi Ikayon lúc này đã là đại ca của băng đảng xã hội đen. Vừa hay người bạn học đó có một việc muốn nhờ ông ấy giúp. Thì ra người bạn này kinh doanh một quán bar, nơi này mỗi ngày đều rất đông đúc náo nhiệt, nhưng lại không kiếm ra tiền. Mỗi đợt tất toán cuối tháng, không những tháng nào cũng lỗ, mà có lúc còn phải bù tiền vào. Người thông minh vừa nhìn đã biết ở đây có chuyện gì đó. Theo Samsik thông qua điều tra biết được, thì ra là do cổ đông khác họ Yeo cùng làm ăn với ông ấy bày trò. Cô ta giả vờ mời tên trùm xã hội đen ở Busan tên Penho tới để chơi. Trên thực tế hai người họ đang cấu kết với nhau, em mờ thầm nuốt hết lợi nhuận,
Do đó Heo Samsic hy vọng cho Ikaeon có thể đuổi cổ Penho đó đi, đồng thời sẽ dùng một phần cổ phiếu để trả ơn cho Ikaeon. Nghe thấy vậy liền bị dao động, lập tức đồng ý lời đề nghị. Nhưng Choi Hyung-bae nghe xong lại cảm thấy khó xử, bởi vì dù cho bọn họ là xã hội đen thì vẫn có những quy tắc riêng của xã hội đen. Đánh đấm là cách tạo nên tên tuổi trong giới xã hội đen. Mặc dù thế lực của Penho không mạnh bằng anh ta, nhưng cũng không được vô duyên vô cớ đi đụng chạm vào địa bàn của người khác. Sau khi nghe xong, Choi Ikaeon lập tức động não suy nghĩ, rất nhanh đã tìm ra một kế sách hay. Sáng sớm hôm sau, anh ta mang chồng tương lai của em gái xuất phát. Chưa từng thấy người đàn ông nào ngang ngược như vậy. Lúc đàm phán lại nhổ thẳng nước bọt vào mặt người phụ nữ. Cô Yao tức giận tới mức cầm chiếc cốc trên bàn lên đập người đàn ông. Anh em của Penho ở bên cạnh cũng ra tay liên tiếp, phút chốc đập cho Ikaeon và em rể Kim tơi tả. Tiếp đó hai người bị túng tóc ném ra bên ngoài, hoảng loạn bỏ chạy trong tiếng cười nhạo của đám đông. Thế nhưng tất cả thực ra đều là cái bẫy do Ikaeon thiết kế sẵn. Bên này Hyung-bae sớm đã kéo theo đàn em tới đây. Nếu như ông bác của mình bị đánh, vậy thì anh ta có thể quang minh chính đại ra tay rồi. Mượn danh nghĩa trả thù, anh ta dẫn theo đám đàn em xông thẳng vào địa bàn của Penho. Penho bị đánh trở tay không kịp, lúc này mới biết mình đã chọc phải Hyung-bae rồi. Hai bên buộc phải ngồi xuống bắt đầu đàm phán. Hyung-bae không vòng vo đi thẳng vào chủ đề chính. Anh ta yêu cầu Penho phải giao ra quyền quản lý quán bar này. Đối phương đương nhiên không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà chắp tay dâng địa bàn của mình cho kẻ khác. Anh ta không những từ chối điều kiện Hyung-bae đưa ra, mà còn gọi thẳng tên của Hyung-bae. Điều này khiến anh ấy tức giận, đứng dậy túm đầu đối phương đập liên tiếp ba chai bia. Penho bị đánh nằm bẹp trên đất. Tiếp đó anh ấy ấn điếu thuốc lá đang cháy lên mặt gã. Penho bị bỏng nằm trên đất kêu than. Ikaeon đứng bên cạnh lúc này mới nhận ra thế nào mới là xã hội đen thực sự. Sau cuộc chiến này, ông ấy thành công nắm quyền quản lý quán bar, em rể Kim cũng trở thành giám đốc của quán bar này. Nhưng những ngày tháng tốt đẹp không kéo dài được bao lâu, Penho và cô Yao bị hất cẳng không thể nuốt trôi cục tức này. Bọn chúng thông đồng với cảnh sát bắt đám người Hyung-bae lại. Nhưng đám người vừa bị đưa tới đồn cảnh sát, Ikaeon đã bắt đầu gây sự với cảnh sát ở đó. Ông ấy nói mình và đồn trưởng là anh em thân thiết, hôm qua còn tắm rửa ăn cơm cùng nhau. Anh chàng cảnh sát quèn vừa nhìn đã biết điều Ikaeon nói là thật, vội vàng cúi đầu nhận lỗi trước. Quả nhiên, chỉ một cuộc điện thoại, đám người Ikaeon đã được thả ra. Nhưng tình huống của Hyung-bae lại có vẻ phức tạp hơn, bởi vì Penho bị thương quá nặng, đã được đưa vào viện điều trị hơn 3 tháng. Vì thế đây đã không còn là chuyện một đồn trưởng nhỏ bé có thể giải quyết được. Nhưng Ikaeon bảo Hyung-bae đừng lo lắng, bản thân nhất định sẽ tìm được cách để đưa anh ấy ra ngoài. Sau khi trở về nhà, ông ấy lập tức hành động, lật dở ra phả nhà họ Choi, sau đó bắt đầu tìm kiếm họ hàng theo ghi chép trên đó. Cuối cùng ông ấy tìm được một người cậu là công tố viên, thuận lợi móc nối quan hệ với đối phương. Quả nhiên công tố viên là vị trí có thể đè chết người khác. Ông ấy chỉ cần dùng một cuộc điện thoại, buộc cục trưởng cục cảnh sát phải đích thân thả người. Thấy mọi chuyện đã ổn thỏa, Ikaeon lập tức tặng cho công tố viên ba con cóc vàng sáng loáng, còn gọi nó với cái tên mỹ miều là trao đổi bình thường giữa những người thân cận với nhau. Công tố viên nghe xong cũng rất hài lòng. Trải qua chuyện này, Hyung-bae cuối cùng cũng biết được thuộc hạ của Ikaeon đỉnh tới cỡ nào. Kể từ đó hai người hợp làm một, quyết định móc nối với các vị lãnh đạo để cùng nhau mở rộng cơ nghiệp của bang phái. Chỉ mất 2 năm, bọn họ không những mở rộng quy mô ra tận nước ngoài, mà còn lấy được quyền kinh doanh hợp pháp vô số sòng bạc ở trong nước. Cuối cùng thậm chí còn tham gia vào các hạng mục của Thế vận hội Seoul, nhận được huy chương cống hiến đặc biệt do Tổng thống trao tặng, thành công khoác lên lớp vỏ bọc cho tổ chức xã hội đen của họ. Thế nhưng sự thuận lợi quá mức ấy khiến cho Ikaeon cũng bắt đầu trở nên kiêu ngạo. Ông ấy cho rằng tất cả đều là công lao của mình. Nếu như không có ông ấy, Hyung-bae đến giờ vẫn chỉ là một tên lưu manh đầu đường xó chợ mà thôi. Thì thế bản thân mình mới là người to nhất trong bang. Nhưng ông ấy không hề hay biết rằng, những người phe Hyung-bae thực ra không coi ông ấy ra gì. Hôm đó tên thuộc hạ Park Chang-woo và em rể Kim bởi vì phân chia không đều mà nảy sinh tranh chấp. Park Chang-woo nhân lúc Kim không chú ý, cầm hai chai rượu đập vào đầu đối phương. Ikaeon sau khi biết chuyện lập tức tìm tới Park Chang-woo để tính sổ, đứng trước mặt mọi người đánh anh ta một trận, cuối cùng còn rút khẩu súng ra. Park Chang-woo thấy vậy buộc phải ra tay phản kích. Lúc hai bên đang giằng co, Hyung-bae dẫn theo người bước vào. Anh ta không nói lời nào cầm cái mic lên đánh mạnh vào người tên đàn em, khiến cho máu tươi chảy liên tục. Tiếp đó anh ấy lấy khẩu súng từ trong tay Ikaeon, gương mặt lạnh lùng nói với ông ấy: "Chú, sau này nếu muốn dạy bảo người của cháu thì không cần phải tự động thủ, nói với cháu một tiếng là được." Thay vì nói đây là một lời nhắc nhở thiện chí, thực ra càng giống một loại cảnh cáo hơn. Cảnh cáo tay của Ikaeon không được duỗi quá dài. Kể từ đó hai người cũng nảy sinh thù hận. Không lâu sau, bọn họ lại mở một khách sạn mới. Nhưng khách sạn này được mở ở trong địa bàn của Penho. Gã tuyên bố sẽ không chịu để yên. Vì vậy Hyung-bae mỗi ngày đều sắp xếp rất nhiều đàn em canh giữ ở khách sạn. Điều này khiến Ikaeon không vừa mắt, bởi vì khách sạn mở ra để làm ăn, cứ tiếp tục thế này thì khách hàng cũng bị dọa sợ chạy mất. Thế nhưng không có mệnh lệnh của Hyung-bae, đám thuộc hạ căn bản không nghe lời của ông ấy. Không còn cách nào, Ikaeon chỉ đành đi tìm Hyung-bae. Ông ấy nói nếu như lo lắng Penho tới gây sự, có thể đi tìm đối phương để đàm phán. Ngày chém chém giết giết đối với hai bên đều không có lợi. Nhưng Ikaeon lại cho rằng xã hội đen chính là xã hội đen, lúc cần ra tay thì phải ra tay.
không thể vấn đề gì cũng dùng miệng để giải quyết. Câu nói này rõ ràng là đang châm biếm Ikaleon. Hai người nảy sinh mâu thuẫn to lớn trong việc quản lý kinh doanh. Trong cơn tức giận, Hiên Bae đập vỡ chiếc gương bên cạnh, nhưng vì sự phát triển lâu dài của bang phái, Ikaleon vẫn lén tìm tới Penho để đàm phán. Gã ta vừa nghe đã biết đây không phải là ý của Hiên Bae, vì thế cản bản không thèm tiếp lời của ông ấy, thay vào đó lại vòng vòng vo vo ca tụng Ikaleon, đồng thời hy vọng ông ấy có thể gia nhập vào bang phái của mình để đôi bên hợp tác cùng có lợi. Đối với lời mời của Penho, Ikaleon chỉ ậm ừ, ông ấy không từ chối cũng không đồng ý. Thế nhưng lần gặp mặt này của hai người họ đều bị thuộc hạ của Hiên Bae ở bên cạnh quan sát hết. Hơn nữa vừa khéo là tối hôm đó, khi Hiên Bae một mình đi trên đường, Penho đã phái sát thủ tới tập kích, suýt nữa đã dùng dao đâm chết anh ấy. Khi Ikaleon vội vã chạy tới bệnh viện, không ngờ thái độ của Hiên Bae lại hời hợt lạ thường, bởi vì anh ta đã nghi ngờ chuyện này có liên quan tới ông ấy. Đến khi Ikaleon rời đi, Hiên Bae liền lệnh cho thuộc hạ bắt đầu hành động. Nếu như có người cầm dao hỏi anh trai của bạn ở đâu, thì đây chắc chắn không phải câu trả lời tốt nhất. Anh trai của mày đang ở đâu? Trên giường vợ mày. Sau khi giải quyết xong người của Penho, Hiên Bae tất nhiên sẽ không bỏ qua cho Ikaleon. Chàng ngu dẫn người tới đánh ông ấy một trận, tiếp đó đá ông ấy xuống một cái hố. Thấy mình sắp bị chôn sống, ông ấy khẩn khoản cầu xin đối phương giơ cao đánh khẽ. Không ngờ chiêu này quả nhiên có hiệu quả. Chàng ngu nghe xong lập tức dừng tay lại, nhưng trước khi đi gã vẫn sỉ nhục ông ấy một hồi, xem như những bực tức bao năm nay phải chịu đã trả lại hết rồi. Thực ra tất cả đều là mệnh lệnh của Hiên Bae. Anh ta nghĩ tới chuyện hai người đã cùng đồng hành suốt bao năm qua, cho nên không giết chết Ikaleon. Nhưng dù cho sau đó ông ấy có giải thích thế nào, quan hệ của hai người cũng không thể vãn hồi được nữa. Hiên Bae đá ông ấy ra khỏi bang phái, đồng thời cảnh cáo ông từ nay về sau không được bước vào bang hội nửa bước. Cứ như vậy, Ikaleon bị vứt bỏ chỉ sau một đêm quay trở lại cuộc sống trước kia. Sản nghiệp do ông ấy nhọc công gây dựng bao lâu cuối cùng cũng chỉ được chia 300.000 won. Nhưng ông ấy không cam tâm bị đá đi như vậy. Nếu như Hiên Bae đã cho rằng ông ấy cấu kết với Penho, vậy thì ông ấy sẽ làm đúng như thế. Chỉ trong vòng 2 năm, ông ấy đã lợi dụng các mối quan hệ của mình để giúp đỡ Penho, từng bước đưa băng đảng của gã trở thành băng đảng lớn thứ hai tại địa phương. Thế nhưng lúc này giới chính trị Hàn Quốc lại có nhiều biến động lớn. Tân Tổng thống Roh Tae-woo vừa đắc cử đã phát động cuộc chiến với tội phạm, mở ra hành động quét sạch băng đảng xã hội đen lớn chưa từng có trên toàn quốc. Vô số những phần tử xã hội đen lớn nhỏ đều bị bắt vào tù. Ngay cả Go Yeol đã từng thuộc giới này cũng đổi hướng, trở thành nhân chứng bắt đầu báo cáo các băng đảng lớn. Điều này khiến Penho hoảng sợ, anh ta dự định tạm thời trốn đi để tránh sóng gió. Nhưng Ikaleon lại chẳng quan tâm, ông ấy rút ra một cuốn sổ ghi chép dày cộp, bên trong chính là tin tức của những quan chức đã nhận hối lộ suốt nhiều năm qua. Ikaleon tràn đầy tự tin nói với Penho, ở Hàn Quốc không có ai có thể bắt chúng ta được. Thế nhưng lần này ông ấy đã mắc phải sai lầm cực kỳ lớn. Công tố viên đảm nhiệm vụ này là một người rất cố chấp. Mặc dù anh ta nể mặt cấp trên của mình, tham gia bữa cơm do Ikaleon mời, nhưng sau khi ăn xong lại chẳng cho ông ấy chút mặt mũi nào, thậm chí còn dùng chân dẫm lên người ông ấy. Đối mặt với sự sỉ nhục này, Ikaleon chỉ đành nín nhịn, bởi vì hành động quét sạch băng đảng xã hội đen đã khiến cả nước xôn xao. Các mối quan hệ vốn có của Ikaleon cũng đều không có tác dụng. Từng người một đều ậm ừ rồi cúp điện thoại của ông ấy. Rất nhanh ông ấy đã bị phía cảnh sát đưa đi ngay trong đêm. Vì để bảo vệ bản thân, ông ấy chỉ đành bán đứng Penho lấy công chuộc tội. Nhưng công tố viên lại nói với Ikaleon, dù cho như vậy, ông ấy cũng vẫn phải ngồi tù 3 năm. Mặc dù nhìn công tố viên này có vẻ là người chính trực, nhưng trên thực tế cũng là một kẻ vô cùng ham mê quyền lực. Ikaleon nhìn ra được điểm yếu của đối phương, thế là mạnh dạn đưa ra suy nghĩ, đó là lấy bản thân mình làm mồi câu, giúp công tố viên bắt được tên trùm xã hội đen lớn nhất Hiên Bae. Quả nhiên không lâu sau, anh ta đã mắc câu, anh ta cử người đi tới bữa tiệc gia đình dẫn Ikaleon đi. Sau khi gặp mặt không nói lời nào, liền ra tay đánh đập ông ấy một cách tàn nhẫn. Bởi vì tất cả mọi người đều đã bị bắt, chỉ có ông ta được thả ra. Vì thế Hiên Bae cho rằng nhất định là ông ấy đã bán đứng mọi người. Nhưng Ikaleon xảo quyệt lại dùng tính mạng mình để bảo đảm, khả định bản thân không phải kẻ phản bội. Ông ấy nói bản thân được thả ra, toàn bộ đều nhờ vào những mối quan hệ đã gây dựng trước đây, mà bây giờ vừa hay lại là khoảng thời gian để chạy trốn mà ông ta đã tranh thủ giúp mọi người. Hiên Bae mặc dù vẫn bán tín bán nghi, nhưng anh ta lúc này đã bị dồn tới đường cùng không còn cách nào khác. Ngày hôm sau, Ikaleon đưa cho Hiên Bae hộ chiếu và vé tàu. Điều này khiến anh ta hoàn toàn buông bỏ cảnh giác. Lúc ngồi trên xe, anh ta cuối cùng cũng gửi lời xin lỗi chân thành tới Ikaleon. Nhưng chính lúc này, một chiếc xe tải ở phía trước lại chặn đường bọn họ. Tiếp đó chiếc xe phía sau cũng tiến gần lại. Hiên Bae lúc này mới nhận ra bản thân bị lừa rồi, nhưng tất cả đều đã muộn. Hai người vật lộn trên xe, Hiên Bae rút con dao ra đâm về phía Ikaleon. Ánh mắt của anh ấy ngập tràn sự phẫn nộ, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn không thể giết chết đối phương. Dưới sự bao vây của cảnh sát, Hiên Bae bị khống chế hoàn toàn. Cùng với sự thành công của hoạt động quét sạch đám xã hội đen, công tố viên cũng nhờ đó nhận được phần thưởng đặc biệt của tổng thống. Mối quan hệ của anh ta với Ikaleon cũng gần thêm một bước. Dưới sự thúc đẩy của ông ấy, công tố viên cũng thuận lợi tiếp xúc được với các lãnh đạo cấp cao của giới chính trị. Kể từ đó một bước lên mây, chớp mắt đã tới năm 2012.
con trai của Ikaeon trở thành công tố viên trẻ tuổi nhất Hàn Quốc. Được rất nhiều tiền bối xem trọng, mà ông ấy lúc này cũng đã quy ẩn giang hồ về hưởng thụ tuổi già. Nhưng mỗi ngày vẫn có rất nhiều doanh nhân tới thăm hỏi, hy vọng có thể có được ông trùm xã hội đen trong truyền thuyết này dìu dắt. Nhưng trong bữa tiệc đầy tháng của cháu trai Ikaeon, một âm thanh quen thuộc bỗng nhiên truyền tới bên tai. Chú. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cái kết này khiến người xem nảy sinh rất nhiều liên tưởng. Nhưng bất luận kết quả ra sao, cùng với sự chảy trôi của thời gian, thời kỳ hoàng kim của đám xã hội đen đã hoàn toàn khép lại.